Ngày xưa khi hoa nở miền Cana, khi đôi lứa y à chung đường, Chúa đã nâng ly rượu mừng, Ngài nâng ly rượu chúc hôn, Ngài say theo men của cuộc đời, Ngài chung vui với người vui, Ngài ban ơn thiêng nối tình người, Ngài thánh hoa đời lứa. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nhiều khi xem hoa nở chờ trăng lên, nương tay vọng đón lời ru hời. Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con. Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha. Ngài 30 năm thấy thuận hoa và thấy nghĩa tình thiết tha. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Trăm năm mãi có ta có mình, dắt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường mến yêu. Dù khi an vui lúc ngập ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi. Niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió giúp thuyền lướt trôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Ngày xưa khi mây mở trời Cana, đôi chim trắng vút bay giữa trời. Chúa nhìn theo môi mỉm cười, Ngài vui trông theo từng lứa đôi. Nguyện xin Giêsu nối đường đời, dìu đưa trăm lối ngàn nơi. Người tay trong tay bước tuyệt vời về đến cõi trời thắm tươi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng. Xin kính chúc các cụ, các bà, cô dì, các bác, hai bên gia đình.
công sức khỏe. Thưa các vị, được sự cho phép và vun đắp của hai bên gia đình, hai cháu tìm hiểu nay đã đi đến thành hôn, và hai gia đình cũng chọn ngày hôm nay để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Chúng tôi được sự ủy quyền của gia tộc, chúng tôi là cô, là dì, là bác, là anh chị em của cháu lại, thay mặt cho ông bà ông Loan dẫn cơ dầu tới gia đình để xin các cụ con các bà để đón cháu về gia đình nhà trai tổ chức cho các cháu. Thay mặt gia đình, chúng tôi xin kính mời các cụ con các bà, cô dì, chú bác, họ nhà gái để bút chút thời gian vàng ngọc về cùng gia đình nhà trai chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho các cháu được tốt đẹp. Xin lễ thành hôn. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà, kính tất cả các vị khách quý, kính sự hiện diện của nhà trai trên đây, xin chúc là có một cơ dầu sau nữa là để đón cháu về với gia đình con bà dưới. Nhưng mà được thay mặt cho họ mặc cả gái thì là có cảm thấy là thế, thì trong quá trình các cháu đi làm ăn nơi xa, gặp gỡ nhau buổi ban đầu duyên hợp, hợp tình với nhau giữa hai cháu, các bạn cũng biết với hai gia đình, hai gia đình đã tổ chức từ bước một cho các cháu đến ngày hôm nay. Với gia đình hiện tại cũng là chọn cái ngày lành tháng tốt, có cái cơ duyên đầu đến đây để đưa chuyện với họ mặt là cái chúng tôi được đón cháu về dù con ông bà cháu họ mặt các vị đấy. Tôi cũng là đại diện cho họ mặt xin nhận và xin nhận cái lời mời của quý họ nhà trai là được bầu lưới tổ chức đại tình ơi, sánh bước lên đến bàn thánh người, tràn niềm vui, đường hoa tươi đang đón mời bước người đi tới. Cùng vang tiếng chúc cùng Vua Trời, nguồn phúc ân thắm tỏa cõi đời. Lời hoan ca là ngàn hoa dâng Chúa cao vời. Nào ta đến hát mừng duyên người, hòa khúc ca ân tình tuyệt vời. Lời chung vui nơi cho đẹp tình đôi. Bạn tình ơi, tiến bước lên giữa mùa xuân ngời, mùa hồng tươi tình lên khơi, dâng thiết tha muôn làn hương mới. Cùng vang tiếng chúc cùng Vua Trời, nguồn phúc âm Chúa cao vời. Nào ta đến hát mừng duyên người, hòa khúc ca ân tình tuyệt vời. Lời chung vui vang khắp nơi cho đẹp tình đôi. Bạn tình ơi, sánh bước lên đến bàn thánh người, tràn niềm vui, đường hoa tươi đang đón mời bước người đi tới. Cho đẹp tình đôi.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa quý vị và các bạn, kính thưa quý cụ ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta sum họp ở trong ngôi nhà Chúa của giáo xứ Đồng Bình này. Một cộng đoàn rất đặc biệt nói nên sự hiệp thông của gia đình giáo hội. Bởi vì trong cộng đoàn này có đại diện của giáo phận Hải Phòng, đồng thời cũng có đại diện của giáo phận Hưng Hóa. Bởi vì chú rể là người giáo phận Hải Phòng, còn cô dâu là người thuộc giáo phận Hưng Hóa, cùng với bạn bè và gia đình họ hàng, cả những người công giáo lẫn những người không công giáo. Hôm chúng ta tụ họp ở trong ngôi nhà Chúa ấm cúng này để cùng với anh Lại và chị Mến, chúng ta dâng thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa cùng với anh chị, bởi vì chính Thiên Chúa đã dẫn đưa anh chị đến với nhau, gặp gỡ nhau, nảy sinh tình cảm và yêu thương nhau. Ngày hôm nay anh chị đến trước mặt Chúa để cử hành bí tích hôn phối, để nhận nhau làm vợ làm chồng, xây dựng nên một gia đình công giáo mới. Chúng ta hân hoan tạ ơn Chúa cùng với anh chị, và chúng ta cầu xin Chúa chúc lành cho tình yêu, cho gia đình mới mà anh chị sẽ thiết lập trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn chúng ta trong thánh lễ này. Xin Chúa đổ tràn ân sủng và tình yêu của Ngài, nhờ thế anh chị có thể yêu thương nhau cho trọn tình vẹn nghĩa. Giờ đây trong niềm vui mừng và hân hoan, chúng ta cùng tôn vinh Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúa tôn Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa. Con Đức Chúa Cha, Chúa Sát
tội trần gian, xin nhân lời chúng con cầu khẩn. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thật cao cả mà thánh hóa sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước mầu nhiệm Chúa Kitô và Hội Thánh. Chúng con này xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây là anh Đa Minh Lê Thái Nại và chị Maria Lê Thị Mến biết lấy việc làm thể hiện điều họ nhận thức được qua đức tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách huấn ca: Phúc cho người chồng lấy được vợ hiền, số ngày sống như được nhân đôi. Vợ đảm đang làm vui lòng chồng, năm tháng đời ông trôi trong bình an. Vợ hiền là vận may ban cho người biết kính sợ Chúa, cho người chồng hay làm việc nghĩa. Dù giàu hay nghèo, lòng ông vẫn khoan khoái, nét mặt ông luôn hớn hở. Duyên dáng của người vợ biết trang điểm làm vui lòng chồng, tài quán xuyến của nàng cho ông no đủ. Vợ thông minh và ít nói là quà tặng của Chúa, không gì sánh bằng người có giáo dục. Vợ thánh thiện và đoan trang là ân huệ tuyệt vời, người tiết hạnh thật là vô giá. Mặt trời mọc trên núi của Chúa soi sáng thế gian thế nào, vẻ đẹp của vợ hiền cũng tô điểm ngôi nhà của nàng như vậy. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Hiền thế người tựa góc nho sai trái trong môi thân nhà người, con cái người như đám cây ô nhiêu xum xuê quanh mầm bàn người. Trên núi Sion
chúc phúc suốt cả đời người. Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, như những người được Thiên Chúa tuyển chọn, những người thánh và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm nhường, ôn hòa, nhẫn lại, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện phải trách cứ người kia, như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trên hết những điều ấy, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây liên kết điều toàn thiện. Nguyện xin bình an của Đức Kitô ngự trị trong lòng anh em. Sự bình an mà anh em được mời gọi đến hưởng trong một thân thể, anh em hãy cảm tạ tri ân. Ước chi lời Đức Kitô ngự trong anh em cách dồi dào, với tất cả sự khôn ngoan. Anh em hãy dạy dỗ và chỉ bảo lẫn nhau. Với lòng tri ân, anh em hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca để hát mừng cảm tạ Thiên Chúa trong lòng anh em. Tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi sự, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: không phải tất cả những ai nói với thầy lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng là người thực hiện ý Cha thầy đấng ngự trên trời. Vậy ai nghe những lời thầy nói đây mà đem ra thực hành thì giống như người khôn ngoan xây nhà mình trên đá, dù mưa đổ, sông tràn, gió bão thổi nên và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập vì đã được xây trên nền đá. Và ai nghe những lời thầy nói đây mà không đem ra thực hành thì giống như người dại khờ xây nhà mình trên cát, khi mưa đổ, sông tràn, gió bão nổi lên và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập
và đổ nát tan tành. Khi Chúa Giêsu nói xong những lời trên, đám đông dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy như đấng có uy quyền chứ không như luật sĩ của họ. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta quy tụ để dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa cùng với anh Lại và chị Mến. Nhân ngày anh chị kết hôn với nhau, hay nói chính xác là cử hành bí tích hôn phối để thiết lập gia đình mới với nhau, chúng ta cùng suy nghĩ về gia đình và hạnh phúc gia đình. Hôm nay tôi muốn được cùng với cộng đoàn chúng ta suy nghĩ về hạnh phúc gia đình với một câu mà chính trong dân gian Việt Nam chúng ta, các cụ nhà ta vẫn nói: đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Đấy là kinh nghiệm từ ngàn đời, kinh nghiệm từ ngàn đời của tổ tiên chúng ta muốn truyền lại cho con cháu. Tại sao lại đàn bà xây tổ ấm, không phải là đàn ông xây tổ ấm? Đương nhiên chúng ta có thể lý luận là vì trong cái xã hội mà người nam là lao động chính ở trong gia đình thì đàn ông phải xây nhà, còn người đàn bà là nội tướng ở trong nhà thì xây tổ ấm. Nhưng mà xã hội ngày hôm nay thì khác rồi, nam nữ bình đẳng rồi, cả nam cả nữ đều có thể đi làm công ty, lo cho kinh tế của gia đình, chẳng ai thua ai cả. Thì câu này xem ra có vẻ như không còn phù hợp với thời đại chúng ta. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Bởi vì đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, đây là vì trong căn bản tâm lý của người nam và người nữ ở mọi thời đại. Bởi vì những ai đã học giáo lý hôn phối, không biết là anh Lại và chị Mến có còn nhớ không, thì biết được rằng cái luật khác biệt về tâm lý của người nam và người nữ, con tim của người phụ nữ có mấy ngăn và con tim của người đàn ông có bao nhiêu ngăn. Có ai còn nhớ không? Các bà có nhớ con tim của các bà có mấy ngăn không? Nhiều ngăn. Các bà tham lam thế. Con tim của phụ nữ có một ngăn duy nhất, đó là ngăn dành cho gia đình, chấm hết. Đó. Còn con tim của người đàn ông nhiều ngăn lắm, không chỉ dành cho gia đình đâu, còn dành cho sự nghiệp, dành cho những thú vui nữa. Thế là nhiều ngăn lắm, cho nếu mà để cho đàn ông mà xây tổ ấm thì nguy hiểm. Đó, chính vì thế cho nên phải là đàn bà mới xây được tổ ấm. Còn đàn ông không xây được tổ ấm đâu. Đàn ông xây dựng sự nghiệp, xây nhà thì được, nhưng mà xây tổ ấm xem ra là có vẻ khó lắm. Bởi vì là đang lo cho gia đình, đang lo xây tổ ấm thì đùng một cái bạn bè một đi đá bóng, rồi ông chạy đi đá bóng chẳng hạn. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, cái bài đọc một hôm nay chúng ta có để ý không? Phúc cho người chồng lấy được vợ hiền, số ngày sống như được nhân đôi. Và hôm nay tôi muốn nói rằng anh Lại là người có phúc á.
vì lấy được chị mến ấy. Có phải không anh Lại? Có phải không? Tôi nghĩ anh là người có phúc vì lấy được chị mến. Bởi vì làm sao? Bởi vì tôi nói thật, hôm qua thôi, mới sáng hôm qua tôi nói chuyện với bố chồng của chị mến. Và tôi nói với ông rằng, tôi nói thật, tôi nhìn tôi thì không phải là người biết xem tướng đâu, mà tôi nhìn thấy chị mến, tôi cảm thấy chị là một con người biết quản lý gia đình đấy. Biết quản lý, biết xây dựng gia đình đấy. Thì ông vui vẻ, ông khoe là thưa cha, hai cháu nó quen nhau lâu rồi, 5-6 năm rồi. Và dần dần nó yêu thương nhau và chúng nó đã góp được tiền mua đất ở quê ngoại. Đất rộng lắm, đất rộng bằng đất nhà thờ nhà xứ của chúng ta là. Đó. Rồi như thế thì quá tuyệt rồi còn gì nữa. Đó. Và tôi muốn nói là anh Lại là người có phúc, bởi vì phúc cho người chồng lấy được vợ hiền, số ngày sống như được nhân đôi. Có nghĩa là nếu mà một người đàn ông lấy được vợ hiền thì sẽ kéo dài tuổi thọ đấy. Còn nếu mà lấy phải sư tử Hà Đông thì làm sao? Thì đoạn thọ đấy ạ. Vâng. Đó. Vợ đảm đang làm vui lòng chồng, năm tháng đời ông trôi qua trong bình an. Rất rõ ràng. Đây là một bài trích sách huấn ca sâu sắc vô cùng. Một người vợ đảm đang thì chắc chắn làm cho người chồng thấy bình an khi ở trong gia đình. Cho dù ra ngoài xã hội phải bon chen, phải làm việc, phải kiếm sống, phải vất vả, phải nhọc nhằn, phải đấu tranh, nhưng về nhà là bình an. Bởi vì người vợ biết xây tổ ấm, cho nên về nhà là bình an. Vợ hiền là vận may ban cho người biết kính sợ Chúa, cho người chồng hay làm việc nghĩa. Như vậy sao? Có nghĩa là người vợ hiền là vận may mà Chúa ban cho người biết kính sợ Chúa. Phải là một người chồng biết kính sợ Chúa ấy, thì mới có được người vợ hiền đấy. Cho người chồng hay làm việc nghĩa lắm. Về phương diện tôn giáo tâm linh thì biết kính sợ Chúa, về phương diện nhân bản thì hay làm việc nghĩa. Một người chồng như thế sẽ có được một người vợ hiền, một người vợ đảm đang. Bởi vì làm sao ạ? Bởi vì chúng ta cứ suy nghĩ thôi, để có một tiếng vỗ tay, một tiếng vỗ tay thì làm sao? Thì phải hai bàn tay vỗ vào nhau thì nó mới kêu được. Cho nên để có được một người vợ hiền thì đòi hỏi phải có một người chồng tốt. Chứ vợ dù là hiền thảo đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà người chồng vũ phu, rồi thì là rượu chè, bê tha vân vân và vân vân, thì gia đình có thể trở thành tổ ấm được không? Không, không thể. Hay lắm đấy, sâu sắc vô cùng. Dù giàu hay nghèo, lòng ông vẫn khoan khoái, nét mặt ông vẫn luôn hớn hở. Chưa thấy không? Nếu mà có được một người vợ hiền, một người biết xây tổ ấm, ra ngoài làm việc thì vất vả, nhưng về nhà là bình an, là thấy hạnh phúc, thì giàu hay nghèo đâu quan trọng đâu. Không quan trọng đâu. Cái hạnh phúc không phụ thuộc vào chuyện giàu hay nghèo đâu. Nếu anh nghĩ rằng giàu mới hạnh phúc, nhầm to đấy. Tại vì rất nhiều gia đình khi nghèo thì hạnh phúc, nhưng mà khi giàu thì tôi xin lỗi dùng cái từ
của xã hội là sinh tật ra. Thế đừng có ai nghĩ rằng phải giàu và nhiều tiền mới hạnh phúc. Hạnh phúc không liên quan, không phụ thuộc vào giàu hay nghèo đâu, mà hạnh phúc phụ thuộc vào biết cách cư xử với nhau, biết yêu thương nhau. Duyên dáng của người vợ biết trang điểm làm chồng vui vẻ, tài quán xuyến của nàng cho ông no đủ. Điều này cũng rất rõ ràng, bởi vì chính ở đây trong cái cộng đoàn này tôi biết có người vợ biết quán xuyến công việc, biết quán xuyến tiền bạc của cải vật chất. Mặc dầu bà không làm ra nhiều tiền và ông ấy cũng không làm ra nhiều tiền, ông đi xây mà cũng ít đi xây thôi, không làm ra nhiều tiền, nhưng mà nhờ bà ấy biết quán xuyến công việc gia đình, biết quán xuyến tiền bạc của cải mà cuộc đời sống của gia đình vẫn ấm no, không giàu nhưng vẫn ấm no. Đó là do người vợ biết quán xuyến công việc đó. Ở đây này, trong cộng đoàn này này, chứ không phải ở đâu xa đâu ạ. Vợ thông minh nhưng mà nhớ thông minh nhưng mà ít nói thì mới là quà tặng của Chúa nhé. Chứ thông minh nhưng mà nói nhiều quá thì cũng phải cẩn thận đấy. Vì chúng ta có cần nhớ cái câu chuyện mà người vợ đi than phiền với lại cha xứ rằng: thưa cha, cha cầu nguyện cho con và cha giúp cho con, chứ không có thì như thế này con chết mất. Cha xứ hỏi làm sao? Bởi vì là chồng con cứ về nhà một cái là chúng con lại cãi nhau. Ở nhà là chúng con lại cãi nhau. Con chẳng thấy hạnh phúc gì cả, gia đình của con nó có nguy cơ trở thành tổ ác thay vì là tổ ấm thôi. Thế cha xứ mới hỏi, sau đó thì cha xứ mới đưa cho bà một cái chai nước. Và cha xứ bảo rằng đây là nước thần đấy. Bà cứ cầm nước thần này về, mà mỗi khi ông đi làm về và rót ra cốc và vào miệng, đưa vào miệng bằng ngụm và giữ lấy ở trong miệng càng lâu càng tốt, càng có hiệu quả. Đó, càng lâu càng có hiệu quả, nước thần càng có hiệu quả, đúng không các bạn? Đúng. Sau vài tuần mà ấy lại chạy đến cha xứ và nói: cha xứ, thưa cha xứ, nước cha xứ đưa con quả thực là nước thần, diệu kỳ vô cùng. Cha xứ hỏi làm sao thế? Ồ, chồng con bây giờ khác hẳn rồi. Bây giờ thì chồng con về, chồng con cũng không nói, không quát, không mắng gì nữa rồi, chồng con không cãi nhau nữa rồi. Mọi người chắc hiểu làm sao? Con cảm ơn cha xứ vì cha xứ đã cho con nước thần. Cha xứ bảo rằng chẳng có nước thần thánh nào đâu, đấy là nước lọc ấy. Nước lọc ấy. Nhưng mà bà biết là tại sao nó có hiệu quả không? Là tại vì là khi mà ông ấy về, đi làm về mệt thì lẽ ra là phải được bà chăm sóc, phải được một cái bầu khí gia đình êm đềm ấm cúng. Thì ông về lại nghe bà nói càm ràm đủ mọi chuyện, thì ông mới quát tháo, ông mới chửi bới. Bởi vì đi làm ở ngoài xã hội, đi làm về đã cái tâm tình đã bức xúc rồi, nên ra về gia đình thì phải được giảm stress. Thì bà lại làm cho ông ấy chết nhiều hơn. Cho nên là khi mà bà ngậm nước ở trong miệng mà không nói nữa, thế là ông ấy thấy êm đềm nhẹ nhàng đó. Ông dịu tính, ông ấy dịu lại đó. Đó. Cho nên đàn bà thông minh nhưng mà phải ít nói mới là quà tặng của Chúa nhá. Chứ người đàn bà thông minh nhưng mà nói nhiều, nguy cơ là quà tặng của ma quỷ á.
không gì sánh bằng người có giáo dục. Vợ thánh thiện và đoan trang là ân huệ tuyệt vời, người tiết hạnh thật là vô giá. Và mặt trời mọc trên núi của Chúa soi sáng thế gian thế nào, vẻ đẹp của người vợ hiền cũng tô điểm ngôi nhà của nàng như vậy. Chúng ta thấy không? Hình ảnh mà tác giả xuất sách Huân Ca dùng. Mặt trời mọc trên núi của Chúa nhá, soi sáng thế gian thế nào, thì vẻ đẹp của vợ hiền cũng tô điểm ngôi nhà của nàng như vậy. Vẻ đẹp của vợ hiền là vẻ đẹp gì? Có phải là vẻ đẹp của hình thức bên ngoài không? Đương nhiên có ạ. Đương nhiên có. Cũng cần phải biết trang điểm, cần phải giữ cho vẻ đẹp của mình. Nhưng mà điều đó không phải là cốt lõi, mà cốt lõi của người, vẻ đẹp của người vợ hiền tức là đức hiền thục. Mà truyền thống của chúng ta dùng là người đàn bà công dung ngôn hạnh đó. Đó, vẻ đẹp của người vợ hiền ở đó đó. Thì không khác gì mặt trời mọc trên núi của Chúa soi sáng thế gian. Và với một người vợ như thế thì chẳng người chồng nào có thể trở thành một kẻ vũ phu được. Và với một người vợ như thế sẽ làm cho chồng của mình trở thành một người đàn ông tuyệt vời. Trở thành một người đàn ông tuyệt vời, biết cách xử sự. Biết cách xử sự. Bởi vì chính cái vẻ đẹp đó, chính cung cách cư xử đó của người vợ sẽ biến đổi người chồng, biến đổi người đàn ông. Cho dù người đàn ông có vũ phu, có rượu chè, có thế nào đi chăng nữa, nếu mà người phụ nữ biết sống, biết cư xử, thì sẽ đổi mới, biết biến đổi được người chồng. Và cũng như vậy, ngay trong cộng đoàn này tôi thấy có người, tôi thấy có người đàn bà như thế đấy. Ông ấy cũng rượu chè lắm, mà nhờ bà ấy biết cách cư xử mà gia đình vẫn ấm êm, vẫn ấm êm. Đó, như thế chúng ta thấy đấy là mới là bài đọc thứ nhất thôi đấy. Bài đọc thứ hai, tôi xin trích một câu mà Thánh Phaolô mời gọi: anh em hãy biết đón nhận nhau, anh em hãy sống với nhau hiền hòa, biết chấp nhận nhau, biết tha thứ cho nhau, biết yêu thương nhau, dù trong hoàn cảnh nào, dù thế nào cũng yêu thương nhau, sẽ có hạnh phúc. Và cuối cùng là bài tin mừng. Chúng ta còn nhớ bài tin mừng chỉ có một điều Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng này thôi. Đó là nếu anh em nhớ điều này, là nếu không phải là tất cả những ai cứ nói với thầy lại thầy là được hạnh phúc. Nhưng nếu ai nghe những lời thầy nói đây mà đem ra thực hành thì như người khôn xây nhà trên đá. Mưa tràn, sóng trào vào, mưa lũ thì nhà vẫn vững vàng. Cho dù xã hội như thế nào đi chăng nữa, cho dù là xã hội đầy những tệ nạn xã hội đi chăng nữa, nhưng nếu gia đình biết xây trên nền tảng vững chắc là lời của Thiên Chúa, tình yêu, thì dù xã hội như thế nào, gia đình đó vẫn vững chạc, vững vàng. Phải xây trên nền vững chắc là lời của Thiên Chúa, là tình yêu của Thiên Chúa mới vững vàng được. Còn nếu như ai nghe thầy lời thầy nói đây mà không đem ra thực hành thì như người dại khờ xây nhà mình trên cát. Chúng ta biết xây nhà mà trên nền cát
thì mưa xa rồi nước nó tràn vào, nó cuốn cuộn, thì cái nền cát đó sẽ bị cuốn ra ngoài sông, cuốn ra ngoài biển hết, thì nhà sụp đổ tan tành. Và tôi cũng chia sẻ thật là hôm qua khi tôi nói chuyện với bố chồng của chị Mến thì tôi nói như thế, thì ông ấy khoe nhiều lắm về anh chị, về đời sống vật chất có thể nói tương lai, nhưng mà về đời sống đức tin thì không thấy ông ấy khoe gì cả. Không thấy ông khoe gì cả. Và hôm nay tôi chỉ nhắc như thế thôi, nhắc lại có thế thôi, để chúng ta suy nghĩ, để chúng ta sống, để chúng ta biết xây dựng gia đình của mình trên nền đá vững chắc là lời của Thiên Chúa, là lắng nghe và thực hành lời của Chúa. Và bây giờ thì xin mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe anh Lại và chị Mến sẽ cử hành bí tích hôn phối, nhận nhau làm vợ làm chồng và hứa giữ lòng chung thủy với nhau, với khát khao và mong muốn được Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu, cho gia đình của anh chị. Và để được như vậy thì chúng ta, trong khi chúng ta tham dự nghi thức này, lắng nghe và cầu nguyện để cho những lời mà anh chị đoan hứa với nhau, anh chị sẽ sống những lời đoan hứa đó trên nền tảng tình yêu của Thiên Chúa, để làm cho gia đình của anh chị luôn vững vàng qua mọi sóng gió của cuộc sống. Anh Lại và chị Mến rất thân mến, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, giúp anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính Người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, tôi hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Lại và chị Mến, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Dạ, thưa không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Dạ, thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh Đam Minh Lê Thái Lại nhận em Maria Lê Thị Mến là vợ của anh và sẽ hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian lan, khi bệnh hoạn cũng như mạnh khỏe, và yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Maria Lê Thị Mến xin nhận anh Đam Minh Lê Thái Lại làm chồng của em và em sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi mạnh khỏe cũng như lúc đau ốm, khi gian lan cũng như lúc người yêu anh và yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày và suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận mà anh chị vừa tỏ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly. Nào ta chung tùng Chúa. Ta ơn Chúa.
Xin Chúa ban phúc cho những chiếc nhẫn cưới này mà anh chị sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Lê Thị Mến, em hãy nhận chiếc nhẫn này làm bằng chứng của tình yêu của anh nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thầy Thái Lại sẽ nhận chiếc nhẫn này của em làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em. Chào bà con và Thánh Thần. Chị cầm tay nhau quay xuống. Chúng ta chúc mừng cho gia đình mới. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã muốn người nam và người nữ sống thành gia đình để cộng tác với Ngài trong công trình sáng tạo và cứu độ. Cùng tạ ơn Chúa với anh Lại và chị Mến trong ngày thành hôn, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Gia đình Kitô giáo là niềm hy vọng cho thế giới. Xin Chúa cho các gia đình Kitô giáo tích cực sống tinh thần tin mừng, để gia đình trở thành dấu chỉ của tình yêu thương và sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Con cái là mùa xuân của gia đình và hội thánh. Xin Chúa cho các bậc cha mẹ biết tích cực giáo dục con cháu trong đức tin và đức mến, để chúng trở nên những người con ngoan trong gia đình, giáo hội và xã hội ngày hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương. Xin Chúa giúp cho đôi tân hôn hôm nay luôn được trung thành, yêu thương và nâng đỡ nhau, để gia đình họ trở nên dấu chỉ tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly. Xin Chúa cho đôi tân hôn luôn nhiệt thành sống lời Chúa dạy trong cuộc sống, cũng như trung thành sống lời đoan hứa, để gia đình họ mãi vững vàng không gì nay chuyển trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương và hiến mình vì hội thánh. Xin thương chúc lành và tuôn đổ muôn ơn trên gia đình mới này, và giúp cho họ cũng như các gia đình Kitô hữu luôn thiết tha với ơn gọi nên thánh, để trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đời bấy nhiêu. Xin cho tình yêu hôm nay luôn đẹp suốt mãi đời nhau. Dâng lên tình yêu trăm năm, dâng một đời lên Chúa tình yêu. Dâng lên đời yêu thương nhau, dù cho gian khó trong đời. Dâng lên đời bao gian truân, đừng tình yêu mãi thủy chung. Dâng lên tình yêu trăm năm, dâng một đời lên Chúa tình yêu. Dâng lên người con yêu thương, cùng con đi suốt con đường. Xin cho trong thánh lễ hôm nay có một người xin cho linh hồn Phêrô mới qua đời và đôi tân hôn hôm nay xin tạ ơn Chúa và cầu nguyện tri ân các bậc tổ tiên, những người thân yêu trong gia đình. Xin cho những người còn sống được mạnh khỏe bình an, những người đã qua đời sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa làm hy lễ bởi tay Cha để ca cùng tôn vinh danh Chúa và lưu ý cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương nhầm lời chúng con cầu khẩn và ghé mắt nhân từ nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho các tôi tớ Chúa vừa được liên kết với nhau bằng giao ước thánh thiền. Ước chi nhờ các mầu nhiệm thánh này họ được bền vững thương yêu nhau và kính mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ách hòa thuận êm ái và mối dây bình an không thể tháo gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân để phụng sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng nằm tăng số các nghĩa từ Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ ân sủng bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo minh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con đại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:
Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con làm truyền Chúa chịu chết. Và tiền sự Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi khinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, đã kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse, Giám Quản Tông Tòa, Giáo Phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cùng nhớ đến anh chị em chúng con, đặc biệt xin Chúa nhớ đến anh Đa Minh Lê Thái Lại và chị Maria Lê Thị Mến mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm, Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thiên dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con sẽ chưa cam dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa nhân từ tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh, bằng bí tích mình máu thánh Chúa Kitô được hòa thuận thương yêu nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu vũ trụ cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một người trợ tá bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa dùng mầu nhiệm cao cả mà thánh hiến sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đã liên kết với nhau để chung sống đời sống vợ chồng, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin tuôn đổ Chúa Thánh Thần xuống trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa được bền lòng chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỷ Chúa là chị Maria Lê Thị Mến được ơn biết sống yêu thương thuần hòa, luôn noi gương các thánh nữ đã được tán dương trong Kinh Thánh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Và giờ đây, lạy Chúa, chúng con này xin Chúa cho các tôi tớ Chúa được kiên trì gắn bó với đức tin cùng các huấn lệnh của Chúa, và nhờ chung thủy hợp nhất với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn, nhờ sức mạnh tin mừng củng cố, họ nên nhân chứng tốt lành của Đức Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cháu chắn, và sau cùng khi đạt tới tuổi già, mong ước họ được về nước trời hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúng cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Yeah.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng yêu ái thánh thiện theo dõi những định chế Chúa đã quan phòng thiết lập, để những người Chúa cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện và đã bổ dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hợp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời cộng đoàn chúng ta an tọa để một đại diện cho hai gia đình nên bày tỏ tâm tình với cộng đoàn. Trọng kính cha, kính mến thưa cha, đã bao ngày qua công việc của cha rất là bận, song vì hạnh phúc của hai cháu Ngại và Mến, cha đã chỉ bảo và cho hai gia đình chúng con từng bước đi tạo mọi điều kiện cho hai gia đình chúng con. Đến nay cha dâng thánh lễ thành hôn cho hai cháu thật là sốt sáng và long trọng. Con thay mặt cho gia đình cúi xin, cúi đầu cảm tạ cha. Cha là hạnh phúc của mọi gia đình chúng con. Đến hôm nay cha lại tạo mọi điều kiện và căn dặn cha là tương lai của một gia. Xong vì cũng vì hạnh phúc của hai cháu, thầy đã cố gắng dạy hát cho ca đoàn để thánh lễ thêm phần sốt sáng. Thay mặt cho gia đình chúng con xin cảm ơn thầy. Gia đình chúng tôi cũng cảm ơn ca đoàn thánh gia đã dâng lời ca tiếng hát nên Thiên Chúa cho hai cháu thật là tốt đẹp. Gia đình xin cảm ơn các vị. Gia đình chúng tôi cũng cảm ơn ban âm thanh ánh sáng đã cố gắng giúp cháu trong giờ lễ âm thanh rõ, ánh sáng tốt đẹp. Gia đình chúng tôi cũng xin cảm ơn. Gia đình chúng tôi cũng cảm ơn các đoàn thể kim nhạc trong nhà xứ đã hiệp dâng thánh lễ, dâng lên tiếng kèn cho Thiên Chúa cho hai cháu thật là sốt sáng và long trọng. Thay mặt cho gia đình xin cảm ơn các vị. Gia đình chúng tôi cũng cảm ơn quý chức ban hành giáo đã tạo mọi điều kiện cho thánh lễ thành hôn hai cháu thật là tốt đẹp. Thay mặt cho gia đình chúng tôi cũng xin cảm ơn quý chức. Hai gia đình chúng tôi cũng cảm ơn các cụ, các cậu, các ông, các bà và anh chị em trong giáo xứ Đồng Bình đến đây hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho hai cháu. Gia đình cũng xin cảm ơn quý vị. Hai gia đình chúng tôi cũng xin cảm ơn cậu cô rì chú bác
của anh em của hai họ của hai cháu đã đưa đón hai cháu về cùng tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho hai cháu. Gia đình xin cảm ơn. Lần nữa thay mặt cho gia đình đội ơn cha, chúc cha luôn bình an trong tay Chúa. Anh em bốn bể là nhà, cùng chung một cội là cha, là cha trên trời, yêu nhau giúp đỡ mọi người, chân thành tận tụy, một đời thương yêu. Xin cảm ơn các quý vị. Và giờ đây xin mời mọi người chúng ta cùng đứng để chúng ta đón nhận phúc lành của Thiên Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa là cha hằng hữu gìn giữ anh chị hòa thuận thương yêu nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng anh chị và mãi lưu lại trong nhà anh chị. Xin cho anh chị được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cho anh chị nên nhân chứng tình yêu của Chúa nơi trần gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy anh chị nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn và đón nhận anh chị vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Vâng, kính thưa các quý vị, kính thưa các quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, anh chị và các bạn trẻ làm nữ thanh niên thân mến. Ngày hôm nay, gia đình mở rộng cánh cửa phòng hôn xin được hân hạnh đón tiếp sự hiện diện của các quý vị, là chủ nhân của những cánh thiệp hồng, là sứ giả của câu chuyện tình yêu. Ngày hôm nay đã bớt chút thời gian vàng của mình đến cùng chung vui, chúc mừng cho hai gia đình, chúc mừng cho chú rể Tuấn Lại sánh duyên với cô dâu thương mến trong ngày hôm nay. Và sự hiện diện của quý vị luôn là niềm vui, niềm vinh hạnh đối với hai gia đình cũng như hai bạn trẻ trong ngày vui này. Và một lần nữa thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta tiếp tục trở về hôn trường cưới tại Tư Gia Nhà Trai hôm nay và cùng chung vui với bữa tiệc ẩm thực chúc mừng cho cô dâu chú rể cũng như hai gia đình. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt ra phía cổng hôn trường cưới, cùng chứng kiến sự hiện diện của cô dâu và chú rể. Chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, và trở lại với chương trình hôm nay, thay mặt ban tổ chức, thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện phái đoàn gia đình họ nhà gái bước lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời ông Cường. Và đại diện phái đoàn gia đình họ nhà trai xin trân trọng kính mời ông Ngàn bước lên sân khấu để ra mắt toàn thể hôn trường cưới trong ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, và trước mắt chúng ta là sự hiện diện của chú rể, sự hiện diện của cô dâu, sự hiện diện của đại diện hai bên gia đình đã và đang có mặt trong ngày hôm nay. Đề nghị hai ông sẽ cùng bắt tay một cái thân mật trong tình thông gia trong ngày hôm nay trước mặt cô dâu của chú rể. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn trong ngày vui trọng đại của gia đình cũng như cô dâu chú rể. Vâng, kính thưa các quý vị, kính thưa toàn thể hôn trường cưới thân mến, vâng, trải qua một thời gian tìm hiểu đã chín muồi, được sự nhất trí và cho phép của hai bên chính quyền địa phương giữa hai tỉnh Phú Thọ và Hải Dương, được sự đồng ý tác hợp của hai gia đình cũng như quan tâm của giáo xứ hai bên và được sự đồng ý của cô dâu và chú rể, hôm nay hai gia đình tiến hành tổ chức đại lễ thành hôn mừng phúc cho chú rể Tuấn Lại sánh duyên với cô dâu thương mến này. Và thay mặt ban tổ chức, thay mặt người làm chương trình, chúng tôi xin trân trọng công bố lễ kết hôn mừng phúc cho chú rể Tuấn Lại sánh duyên với cô dâu thương mến và hai gia đình này chính thức được bắt đầu. Vâng, kính thưa quý vị, sau những bản nhạc sôi động, những lời mời, lời chào, lời nguyện cầu, lời chúc phúc tốt đẹp nhất dành cho chú rể, cô dâu cũng như hai gia đình hôm nay, thưa quý vị, rằng chúng ta thấy rằng quang cảnh ngày cưới hôm nay thật nên thơ. Hiu hiu gió thổi, xe tơ rể tình, và những đêm trăng sáng, những đôi trai gái họ vẫn thường hò hẹn bên nhau, chờ cho cau trái chữ buồn, lá trầu thắm đượm một màu xanh hữu tình. Một đàn chim nhỏ xinh xinh níu nô ca hót, cất mình bay xa, đi tìm tổ ấm, xây cuộc đời để vươn tới ngày mai. Và ai đã chắp cánh cho chim bay về tổ, ai mở đường cho đôi lứa yêu nhau, ai không vui khi buổi đầu gặp gỡ, ai không mừng khi tiếng nhạc rộn vang. Và hôm nay đây, nhạc đã đổi, rượu lòng đã ngấm, và ngước mắt trong cuộc tình này, họ mãi mãi và chính thức là của nhau, sánh vai nhau xây lâu đài hạnh phúc, nghĩ về nhau theo nhịp đập của con tim.
Và chúng ta thấy rằng quang cảnh ngày cưới hôm nay thật lên thơ, nắng vàng lại chảy khắp các làng quê, làm hồng đôi má, lời thề thêm son. Bao giờ còn nước, còn non thì tình yêu đôi lứa vẫn vẹn toàn, thủy chung. Và thay mặt ban tổ chức, thay mặt người làm chương trình, chúng tôi đề nghị cô dâu chú rể cùng với đại diện hai gia đình cùng cúi chào sự hiện diện của các quý vị đã và đang có mặt trong ngày hôm nay. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lồng nhiệt để chúc mừng cho cô dâu chú rể cùng hai gia đình. Kính thưa quý vị, anh trèo hái quả co non, bổ ra làm tám, mời em xơi dầu. Trầu vàng ăn thắm môi nàng, ăn xăm ba miếng nên duyên vợ chồng. Trầu cánh phượng cô dâu mới têm ban sáng, trái co non chú rể chảy tối qua. Và xin mời quý vị cùng cô bác hai nhà hãy tề tựu về hôn trường cưới, cùng lưng những ly rượu hồng để chúc phúc cho hai bạn trẻ, hai gia đình trong ngày vui hôm nay. Thưa quý vị, vậy là hữu duyên thiên lý lăng tương ngộ, thì sao để người đời sinh ra tư tự đắc tương phùng. Trên đời này sinh ra chuyện cưới vợ gả chồng, ai nghe thấy gật đầu ừ thế mà hay. Thưa quý vị, và mới gọi gặp nhau thì anh Tuấn lại có gọi chị thương mến bằng chị. Khi quen nhau rồi, từ chị chuyển thành em. Và khi men rượu lồng đã ngấm vào tâm hồn hai bạn trẻ, để bốn mắt nhìn nhau nhóm lên ngọn lửa đêm đông. Lửa sẽ tàn, đêm đông sẽ qua đi, nhưng tình yêu của họ sẽ đẹp mãi với thời gian, sẽ vương trái như sàn hoan tàu và đẹp rực rỡ như chị An âm vang mùa xuân mới. Và trở về với những thủ tục lễ nghi cần thiết nhất trong ngày vui hôm nay, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời lời phát biểu, cái lời trao dâu của đại diện phái đoàn gia đình họ nhà gái. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ ông, cụ bà cùng toàn thể các vị tân quý khách, trong quá trình hai cháu lại và mến tìm hiểu cho đến giờ phút này, công việc trăm năm hạnh phúc của hai cháu đã được hai bên bố mẹ ủng hộ nhiệt tình vun vén cho cái công cuộc trăm năm hạnh phúc của hai cháu. Buổi sáng hôm nay, gia đình họ nhà gái chúng tôi đã được đón nhận đoàn xin dâu của họ nhà trai và đầy đủ các sánh lễ, lễ nghi. Buổi sáng hôm nay, hai bên gia đình chúng tôi cũng đã có sự trao đổi, bàn bạc và giao dâu tại trên gia đình nhà gái. Đến giờ phút này thì cháu mến về đây với cái hôn trường ấm áp này, tôi xin thay mặt cho họ Mạc cũng như gia đình nhà gái chính thức là hôm nay giao lại cháu mến cho họ Mạc và gia đình ông bà ông Loan ạ. Vâng. Để cháu từ giờ phút này trở đi, cháu sẽ chính thức là người con dâu của gia đình và người cháu của họ Mạc. Không biết nói gì hơn, trong công việc mọi sự là đã tạo nên mọi những cái điều kiện thuận lợi, cho nên đoàn giao dâu của họ nhà gái chúng tôi hôm nay thì cũng đầy đủ các cái thành phần cần thiết để mà đưa cháu về làm dâu con họ Mạc và gia đình. Tôi xin thay mặt cho đoàn nhà gái xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp chân thành và sự nhiệt tình trong cái công cuộc hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Xin hết kiến. Vâng, một tràng pháo tay thật lồng nhiệt để chúc mừng ngọn lời phát biểu với lời trao dâu của đại diện phái đoàn gia đình họ nhà gái trong ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, quả thực rằng là giao dực ba ngày đón con dâu, đến hôm nay đây trách nhiệm đã vuông tròn, nhắn nhủ các con vẹn toàn đôi lứa. Và từ niềm vui đám cưới ngày hôm nay sẽ đưa các con mình đến một chân trời mới lạ, có hoa thơm, có biển cả bao la, để phận là trai biết tài cao đức rộng, yêu quý vợ con, chọn nghĩa vợ chồng. Còn là gái thì sao? Biết siêng năng chiều mến,
biết đánh phèn, nước đục thành trong. Và sau đây chúng ta sẽ đến với lời phát biểu, lời trao rể, lời nhận dâu cũng như lời cảm ơn của đại diện phái đoàn gia đình họ nhà trai. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa hội hôn, kính thưa các cụ công các bà thân bằng cố hữu trong hai họ. Hôm nay tôi là anh trai của chú Lạn lên đây đại diện cho gia đình và họ Mạc để xin phát biểu. Trong thời gian các cháu tìm hiểu nhau đã kỹ càng, được sự đồng ý của cha xứ và đã làm lễ thành hôn cho các cháu, được sự đồng ý của địa phương. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, mời các cụ công các bà các bác thân bằng cố hữu trong hai họ và khách tân khách quý đến đây để chứng kiến và mừng vui cho gia đình và các cháu. Trong lúc này tôi đại diện cho gia đình nhận cháu dâu là cháu mến, từ nay là con dâu chính thức của dòng họ Lê và gia đình chú Loạn. Và chúng tôi cũng xin trao cháu lại cho gia đình nhà gái. Vậy tôi xin đại diện cho gia đình chúc sức khỏe toàn thể hội hôn, các vị khách quý một lời chúc sức khỏe, thịnh vượng và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Vâng, xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho đại diện hai gia đình đã có lời phát biểu, lời trao dâu nhận rể, cảm ơn tới sự hiện diện của quý vị trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, quả thực rằng là từng ngày hôm nay đây, chú rể Tuấn Lại sẽ như một con thuyền chở tình thương yêu đến bến bờ hạnh phúc. Giữa trưa hè, anh là dòng xuôi mát để thuyền lan em nhẹ lướt bên anh. Làn sóng vỗ về, anh thì thầm to nhỏ, hạnh phúc đến bên em đẹp nhất trên đời bằng tất cả những nụ hôn. Một lứa xin trân trọng cảm ơn đại diện hai gia đình, và một lứa xin trân trọng kính chúc cho hai gia đình đẹp mối thông gia, và chúc cho cô dâu và chú rể sống bên nhau trọn đời hạnh phúc. Và xin trân trọng kính mời đại diện hai gia đình trở lại bàn tiệc và cùng lâng ly chúc mừng cho ngày vui của cô dâu chú rể, cũng như là dành cho nhau những tình cảm ân cần nhất trong ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn và kính mời hai gia đình. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể hôn trường cưới thân mến, và chú rể và cô dâu đứng xích lại gần nhau hơn. Hai bạn hãy quay mặt vào nhau đi ạ, hãy quay mặt vào nhau đi ạ. Vâng, thưa quý vị rằng là kể từ ngày hôm nay đây, kể từ ngày hôm nay đây, em sẽ tặng anh một mối tình cả làn môi thắm nụ cười xinh, tặng anh mái tóc còn xanh trẻ như hoa đang nở giữa mùa xuân, cũng như hai bạn đã từng hứa với cha xứ, hứa với tất cả cộng đoàn cũng như hai gia đình rằng là sẽ sống bên nhau trọn đời hạnh phúc. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng được chứng kiến một nụ hôn thật ngọt ngào của chú rể dành tặng cho cô dâu trong ngày hôm nay. Hai bạn sẽ bắt đầu đi. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho cô dâu chú rể với một nụ hôn thật ngọt ngào và ghi lại bức hình trong ngày hôm nay. Xin mời. Vâng, kính thưa các quý vị, kính thưa toàn thể hôn trường cưới thân mến. Vâng, chắc hẳn rằng trong mỗi chúng ta ai cũng từng được lớn lên từ hạt gạo quê hương, từ dòng sữa mẹ yêu dấu. Và lời ấy quê hương và cha mẹ luôn dành cho chúng ta những tình cảm dịu dàng, những dòng sông mang lặng phù sa, và trở về với những món quà thân thương được đến từ phía hai gia đình trong ngày vui trọng đại của cô dâu chú rể hôm nay. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu món quà của mẹ cô dâu tặng cho hai con trong ngày vui trong đại này. Xin trân trọng kính mời món quà của mẹ cô dâu.
Vâng, quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho tình cảm gia đình, tình cảm mẹ con trong ngày hôm nay. Đó là món quà của mẹ cô dâu tặng cho hai con. Và xin trân trọng cảm ơn bà. Và tiếp theo, chúng tôi xin trân trọng kính mời món quà của bố mẹ chú rể dành tặng cho hai con trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Thật lớn để chúc mừng cho tình cảm của gia đình, tình cảm thân thương được đến từ bố mẹ chú rể, từ bố mẹ chồng dành cho hai con trọng hiếu hôm nay. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông bà. Và tiếp theo, xin trân trọng kính mời món quà của hai anh trai tặng cho hai em trọng hiếu hôm nay. Tình anh như sóng dâng cao, tình em như dải độ nào vẫn vương. Để nhà trai với mẹ thân thương, còn nhà gái bên ấy vẫn vương riêng mình. Chúng ta đang được chứng kiến những tình cảm thật là tuyệt vời của hai người anh trai trong ngày vui trọng đại của hai em nay. Và hai anh đứng vào để ghi hình. Và chúng ta dành một trăm cái này thật lớn để chúc mừng cho tình cảm của hai anh. Xin cảm ơn hai anh rất nhiều. Và tiếp theo, xin trân trọng kính mời món quà của chị gái tặng cho hai em trong ngày hôm nay. Vâng, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho tình cảm của chị gái dành cho hai em. Vâng, tiếp theo là món quà của các em gái tặng cho anh chị trong ngày hôm nay. Vâng, xin một tràng pháo tay thật lồng nhiệt để chúc mừng cho tình cảm của chị gái và các em gái tặng cho cô dâu chú rể trong ngày hôm nay. Vâng, thật tuyệt vời. Xin cảm ơn các anh, các chị, các em rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến những thủ tục bắt đầu, và tiếp theo chúng ta sẽ đến những thủ tục tiếp theo của chương trình hành cưới của cô dâu và chú rể. Và bây giờ xin mời chú rể cô dâu sẽ tiến sang bên phải bên tầng tháp bánh, và hai bạn sẽ cùng chung tay trong niềm vui hân hoan, chung tay trong niềm vui hạnh phúc. Và xin mời chú rể cô dâu, hai bạn sẽ cùng chung tay cắt bánh cưới trong ngày hôm nay. Và lá bánh đầu tiên, hai bạn đi cùng xia ngọt xẻ bùi. Từ ngày hôm nay đây, hai bạn sẽ cùng sống bên nhau, chọn đời hạnh phúc, cùng đi chung con đường con đường của cuộc đời. Lá bánh thứ hai, hai bạn sẽ luôn là người thành công trong cuộc sống, và hai bạn sẽ luôn luôn là người con hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Và tiếp theo, bát bánh thứ ba, để thay mặt những người làm chương trình, chúc cho hai bạn trẻ như đũa có đôi, như thuyền với lái, như những buổi chiều không thể thiếu lắng của những ảnh hoàng hôn. Một nữa, chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho chú rể cô dâu. Và tiếp theo, xin mời hai em bước sang bên trái bên tầng tháp lư. Chú rể sẽ là người chủ động mở rượu. Chúc
ta đang được chứng kiến dòng thác ly đang tôn trào lượng giúp tổ tượng cho mối tình bạn sâu sắc, tình yêu đẹp đẽ từ sông. Và cho đến lúc này tại đây, từ giây phút này chính thức được tác hành lên mối đường duyên, từ giây phút này chính thức được tạo dựng lên một gia đình hạnh phúc mới. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện của hai gia đình trở lại sân khấu để cô dâu và chú rể lấy ly rượu hạnh phúc để kính mời lên đại diện hai gia đình. Vâng, cô dâu và chú rể mỗi người cô dâu lâng một ly để kính mời đại diện gia đình họ nhà trai, chú rể lâng một ly kính mời đại diện gia đình họ nhà gái. Cô dâu và chú rể mỗi người lâng một ly. Cô dâu của chú rể lấp mỗi người lấp một ly. Và xin mời hai ông sẽ cùng cùng ly để chúc mừng cho hai con trong ngày hôm nay. Còn lại chú rể cô dâu tay lồng tay, tay lồng tay trong niềm vui hân hoan, tay lồng tay trong niềm vui hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lồng nhiệt để chúc mừng cho chú rể cô dâu, chúc mừng cho hai gia đình trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, và trở lại với những món quà âm nhạc đầu tiên. Thay mặt ban tổ chức, thay mặt những người làm chương trình, Quang Thể xin gửi tới quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Ngọc Quang với ca khúc có tựa đề Khát vọng tình yêu. Đây là món quà âm nhạc mà Quang Thể dành cho cô dâu chú rể. Vẫn đang theo dòng người xuống đường.
trời là cơn bão. Có bao giờ xa cách hay không em? Trái tim này. Em thương mến muốn gửi tặng anh Tuấn lại một tình yêu. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, trong khi chờ đợi giọng ca của chị Hồng Nhỏ thì chúng ta sẽ đến với phần trình bày của anh Lâm. Anh Lâm là anh trai của chú rể muốn ra dành tặng cho hai em bằng một ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa với ca khúc được mang tên Sợ Nhớ Sợ Thương. Xin mời anh Lâm. Hôm nay ngày vui của hai em, anh cũng gửi tặng hai em bài hát được mang tên Sợ Nhớ Sợ Thương. Trường Sơn ta thank you.
Vâng, xin cảm ơn anh Đâm rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, và trở lại với một sáng tác của nhạc sĩ Nhất Sinh, và chúng ta sẽ được làm quen với giọng ca của anh Xuân Thùy dành tặng cho hai em trong ngày hôm nay. Xin mời anh Xuân Thùy. Lời đầu tiên cho phép Xuân Thùy gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các cụ công, các bà cùng anh chị em làm nữ thanh niên. Đúng là hôm nay đám cưới rất là vui, vui từ trong nhà, trong cửa, vui ra mà vui từ ngã bảy, ngã ba vui về. Trai yêu văn nghệ thì cho vui, mà gái yêu văn nghệ cho đời nở hoa. Để tiếp theo chương trình văn nghệ mừng hạnh phúc cho hai em, Xuân Thùy xin gửi tới toàn thể quy hôn ca khúc Tơ Hồng. Về với quê em có dòng sông cầu, ngày đổi đi mạnh cá như lần xưa, vượt bao đèo cao bao suối sâu, lắng mưa gió xưa ngày không ngại, chỉ mong gặp em người con ta hay hát câu dân ca, người ơi đừng về. Bên trong một lều tranh ta sống trong về với quê anh có dòng sông Hậu và dặm dừa xanh soi bóng nước quanh đầm, từng đêm mưa trắng gái trai sánh vai vui thanh bình, vần lên dòng kinh dòng hài hòn con pháo sang sông rồi sao hao sổ hôn lâu. Em ơi về quê anh nhé, đây một con sông ngày đục đến trong một lều tranh ta sống trăm năm, về cùng nhau chia buồn sớm vui, chung tay xây vòng vòng ước bấy lâu nay, hóa mong chờ hát câu hoan hò chung gặp nhau, cảm ơn Tơ Hồng sẽ thành yêu thương. Về với quê anh có dòng sông Hậu, là nắng vừa xanh soi bóng nước quanh đầm, từng đêm nhớ trắng gái trai sánh vai vui thanh bình, vẫn bên dòng kênh dòng ai hằng con sao sang sông rồi xa hao sổ hôn lâu. Em ơi về quê anh nhé, mùa gió lên con nước vơi đầy, một con sông ngày đục đến trong một lều tranh ta sống trong đầm, về cùng nhau chia buồn sớm vui, chung tay xây mộng mộng ước bấy lâu nay, hóa mong chờ cảm ơn Tơ Hồng cùng gặp nhau hát câu quan họ chung gặp nhau, cảm ơn Tơ Hồng cho mình gặp nhau, cảm ơn Tơ Hồng cho lại và mình thành đôi. Bạn gì đấy ạ? Vâng, kính thưa quý vị, mỗi lời ca tiếng hát luôn là nhịp cầu.
Và nhịp cầu ấy vẫn là những nhịp cầu tri âm được lối dòng tình cảm từ ánh mắt, từ trái tim của tất cả quý vị chúng ta dành cho nhau trong cuộc vui hôm nay. Và trở lại với sân khấu ca nhạc, chúng ta sẽ đến phần trình bày của anh Ánh Sao sẽ dành tặng cho cô dâu chú rể bằng ca khúc của mình. Đến đây đã thành công rất đẹp. Chúng tôi xin trân trọng chuyển lời của gia đình, chuyển lời của chú rể và cô dâu. Xin trân trọng cảm ơn tới sự hiện diện của các quý vị đã bất chút thời gian và ngọc của mình đến chung vui, chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn trẻ, chúc mừng hạnh phúc cho hai gia đình. Và sự hiện diện của quý vị luôn là niềm vui, niềm vinh hạnh đối với gia đình cũng như chú rể, cô dâu trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, và cuộc vui nào cũng phải đến lúc nói lời tạm biệt và chia tay. Còn chúng tôi buộc lòng phải nói lời chia tay cùng với lời cảm ơn của chương trình tới tất cả quý vị. Chúc quý khách nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Chúc cho cô dâu chú rể sống bên nhau trọn đời hạnh phúc. Một lứa xin chân thành cảm ơn và tạm biệt.